Chào các bạn, mình là Ngọc Hân, mình đến từ Vũng Tàu. Mình vừa nhận được visa đi du học Mỹ. Hiện tại thì mình đang rất là vui và vẫn đang còn rất là run trong người. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm để nhận được visa đi du học Mỹ. Thì mình đã ôn tập rất là, chuẩn bị rất là kỹ. Và hôm nay thì trả lời được tất cả các câu hỏi của lãnh sự và tự tin, cho nên là mình lấy được visa. Lý do mình chọn Mỹ đi du học tại vì mình muốn sau này mình trở thành một nhân viên marketing giỏi. Mình thích marketing. Mỹ là một nước mà có ngành marketing phát triển nhất thế giới. Nền giáo dục ở Mỹ thì cũng là một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới, nên mình thích và mình muốn đi học ở Mỹ. Qua đó thì mình sẽ học trường Chattahoochee Technical College, ngành marketing. Trường mình thì có hơn 50 năm kinh nghiệm giảng dạy, được cái tổ chức SACS công nhận. Và trường mình có 8 campus được trang bị rất là hiện đại. Học phí thì cũng rất là hợp lý. Quan trọng hơn hết là sau khi học ở đó thì mình có thể chuyển tiếp được vào trường đại học University of Georgia. Trong quá trình làm hồ sơ thì mình đã được sự trợ giúp của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Các anh chị tư vấn ở đây rất là nhiệt tình giúp đỡ mình trong tất cả các thủ tục hồ sơ, những cái mà mình thắc mắc, và đã có các anh chị dạy phỏng vấn rất là kỹ, hướng dẫn cho mình rất là tận tình tùy vào cái hồ sơ của mình. Nhân đây thì cũng xin cảm ơn công ty, cảm ơn chị Thảo, đặc biệt là chị Thảo tư vấn, và anh Khôi, anh Bảo Anh và tất cả các anh chị trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em có được visa đi du học. Học phỏng vấn với anh Bảo Anh thì em thấy là em học xong thì cảm thấy rất là tự tin, ảnh truyền đạt cho mình những cái mà để cho mình không phải lo lắng khi mà đi phỏng vấn nữa. Ảnh học bài thì rất là nhiều, nhưng mà ảnh tóm gọn lại để cho mình biết được cái nào quan trọng, cái nào là chính, và từ đó em hiểu được hơn về cái chuyện đi phỏng vấn và em đỡ run hơn. Các câu hỏi của anh Bảo Anh dạy thì hầu như là vào lãnh sự nào cũng hỏi. Quá trình mình làm hồ sơ du học tại công ty thì mình được có cơ hội được đi một cái chuyến du lịch, một cái study tour của công ty Tân Đại Dương, và các bạn học sinh ở đây thì mình được đến đất nước Singapore, một đất nước rất là đẹp, và mình được học hỏi, được sinh hoạt trong trường đại học Kaplan, và mình được đi rất là nhiều nơi thăm thú gần như là hầu hết những cái chỗ nổi tiếng của Singapore. Và đó quả thật là một chuyến đi mang lại cho mình như các bạn rất là nhiều trải nghiệm. Cũng rất là cảm ơn công ty về chuyến đi đó. Bây giờ sau khi đã nhận được visa rồi, em có một lời khuyên cho các bạn là thứ nhất là tự tin. Vào đó thì cố gắng cười tươi với lãnh sự và trả lời tốt các câu hỏi. Nếu như mà các bạn còn vướng mắc, có ước mơ đi du học và các bạn vướng mắc về hồ sơ, thì các bạn nên tìm đến công ty du học, tư vấn du học Tân Đại Dương. Các anh chị ở đây rất là nhiệt tình, sẽ rất là nhiệt tình giúp đỡ cho các bạn. Chúc các bạn may mắn ạ.